trưởng Cộng hòa Séc thể hiện sự ngu dốt khi cổ vũ cho đối tượng chống phá Phạm Đoan Trang. Cách đây không lâu, một trung tâm chống cộng nổi tiếng là đài RFA phiên bản tiếng Việt dẫn lời Ngoại trưởng Cộng hòa Séc là Thomas Bečić lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang, đối tượng vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Thomas Bečić, mặc dù là ngoại trưởng của một quốc gia, đặt ra phải hiểu luật pháp, đặc biệt là luật pháp quốc tế để có những cách ứng xử đúng đắn. Vậy mà một người như vậy lại can thiệp đòi trả tự do cho một kẻ vi phạm pháp luật ở một quốc gia khác. Như thế, không xứng tầm một ngoại trưởng một quốc gia. Lý do để ông Thomas Bečić đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang chắc có lẽ đó là do vào năm 2017, Phạm Đoan Trang đã được nhận giải thưởng Homo Homini của Cộng hòa Séc. Về giải thưởng Homo Homini, thực chất là một giải thưởng núp bóng nhân quyền để tôn vinh những kẻ chống đối nhằm làm suy yếu các chính phủ, gây bất ổn chính trị, kinh tế xã hội của các quốc gia khác. Lý do sâu xa hơn là thông qua việc làm suy yếu các quốc gia khác để áp đặt luật chơi, để móc túi từ các quốc gia bất ổn này. Một ngoại trưởng một quốc gia can thiệp thô bạo, tự cho mình cái quyền đòi hỏi thả những kẻ đang phá hoại thành quả xây dựng đất nước của đại đa số người dân Việt Nam là một điều phi lý. Một người căn cứ vào đâu và lấy tư cách gì mà lớn tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang? Một ngoại trưởng là gì mà dám kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế? Liệu rằng chính phủ Séc có thể thả một tên tội phạm chống phá chính phủ có hệ thống như Phạm Đoan Trang không? Việt Nam có đầy đủ bằng chứng xác thực về các hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Đoan Trang, có đầy đủ chứng cứ chứng minh Phạm Đoan Trang đã từng nhiều lần xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để tham gia các khóa huấn luyện chống phá nhằm lật đổ chính phủ Việt Nam. Phạm Đoan Trang cũng là kẻ trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp ở Việt Nam như mạng lưới blogger Việt Nam, Green Tea, Nhật ký yêu nước, câu lạc bộ Phan Chu Trinh, lập và điều hành các trang mạng như Luật Khoa Tạp chí, Đoan Trang.com, The Vietnamist, viết, tán phát nhiều bài viết, cuốn sách có nội dung bôi nhọ thể chế, tuyên truyền xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động lật đổ chế độ như cầm nang truyền thông, từ Facebook xuống đường, chính trị bình dân, toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam, phản kháng phi bạo lực, cầm nang nuôi tù. Ngoài ra, Phạm Đoan Trang cũng là thành viên cốt cán của tổ chức Voice, một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, là một trong những đối tượng sáng lập và duy trì hoạt động của nhà xuất bản Tự Do, một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động chui, chuyên xuất bản, in ấn các ấn phẩm có nội dung chống phá chính phủ Việt Nam. Phạm Đoan Trang cũng nhiều lần khiêu gợi, kích động người dân tham gia các cuộc biểu tình, tụ tập gây rối an ninh, trật tự, chống phá nhà nước, kêu gọi nước ngoài can thiệp, gây sức ép lên chính phủ hiện tại để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối. Một kẻ có quá khứ bất hảo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của một quốc gia như thế, có xứng đáng bị trừng trị trước pháp luật không? Việt Nam là một quốc gia độc lập, cũng giống như Cộng hòa Séc. Việt Nam có hệ thống pháp luật khá tương thích với luật pháp quốc tế để điều chỉnh và quản lý xã hội. Ai vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật xử lý. Phạm Đoan Trang là kẻ chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật có hệ thống và là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố. Do đó, để bảo vệ quyền con người của 90 triệu dân Việt Nam, Phạm Đoan Trang cần phải bị pháp luật xử lý. Và đó cũng là công việc nội bộ của Việt Nam, không phải là việc của một quốc gia khác. Việc Ngoại trưởng Séc đã có cách hành xử bất chấp các quy định của pháp luật quốc tế, trà đạp lên pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội Việt Nam là điều không thể chấp nhận được.